món gì anh? Đây là cày xào lăng. Đây, cày xào lăng. Rồi trong đoạn đó thì còn có sa tế, củ dị hương, cà ri, sả bầm, tỏi bầm, tí xíu đường. Bây giờ mình xào lăng, xào cho nó săn săn, cho nên mình đổ nước dừa vô. Nếu có măng thì càng tốt, càng ngon. Có măng không? Có măng. Mình thì có măng, còn mấy bạn có măng thì mấy bạn để vô là ngon. Gần chín đổ măng nữa hả? Gần chín đổ măng. Nếu mà ăn không đắng quá thì mình luộc măng sơ sơ. Còn muốn vậy nó ngon, như ăn đắng được thì khỏi luộc. Đi xào thấm nè măng. Rồi đây là món món luộc không? Đây là món luộc nước dừa. Lòng, lòng với miếng thịt nạc. Đây thịt nạc đây. Chỉ nước dừa không, nấu nêm gì không? Nêm, dặn miếng muối với miếng tí xíu bột ngọt. Rồi bỏ nếu mà ấy xả vô. Còn này nữa, này thì đây là xương hả? Xương. Xương ốp nước mắm với xả để nướng. Xác cộng cộng dài dài vậy đó. Đây là xương ốp và nướng nha. Đây là món cày ba món. Ngoài ngọt. Bỏ măng vô nha. Trong lòng bỏ măng. Măng vô một chút cho nó thấm rồi đổ nước dừa. Cái này mình có luộc sẵn á. Trụng, trụng cho nó tại nhầm người ăn đắng không được. Nó trụng. Mày làm gì không biết măng? Trời ơi, đã nó ngọt, không có mùi gì á. Đây là mình bỏ xả, bỏ gừng vô, vô nó không có mùi gì. Thơm, thơm nước dừa. Cực kỳ chưa? Cái tim, gan. Đây, sắc ra ha. Cái thịt ba gọi hả? Cái mép cái cũng cộng sườn á. Ừ, vậy mới ngon. Nhục gan này gan gà ngon. Lấy ruột non hả má, đâu có lấy ruột già hả? Ừ, chơi, lấy một thử. Có cái ruột một mà, nó già vậy đó, nó xung đột. Nó có chiếu trên vậy hả? Ờ, khúc này khúc dưới này, khúc đó gần có tử đó, cặp đó có tử. Ở trên này thì nó đâu có chữ phần, dưới nó chữ phần chứ. Gà nữa. Gà luôn hả? Ăn thịt gà nữa. Má gà con nó quất hết trơn.
này chứ hỏi chó nhà đâu cái vị này, tại vì nó nuôi không được ta cho thôi. Nếu ăn mình có giống không ta, có cắn đại ta không? Cắn phụ nữ à? Phụ nữ hả? Phụ nữ đẹp đẹp là sáp vô cắn à? Đây là món luộc nha quý vị. Đúng rồi, hỏi bà ăn đừng có bạn luộc vừa đó. Tim gan ruột tử súp. Đây là món nướng nha quý vị. Hả? Quá trời thơm mà sao vậy? Chết luôn. Có đỏ mỡ nó chứ không mấy. Bà vô đây. Vô. Cốc đãi đồ món nha, món luộc trước. Chị ba ăn chị ba ô. Dạ dạ. Ừ. Em này tối chắc có điện quá. Hút cái điện luôn rồi. Này con chấm nè. Ồ. Đây, thử coi. Bạn. Bị chấm. Đây là đúng bài. Cây luộc lên nước dừa nha quý vị. Đây chủ yếu là tôm luộc. Em có bia muốn được ly đậu ngon thôi ha. Uống vô cái đã mà uống ly đậu ngon vậy. Ai cho trời giỏi uống nó. Đây là nước mắm bạc. Nước mắm này. Với cẩm tương. Ừ, chị ba ăn cái này, chị ba ngon không chị ba? Không chắc không dám bước này rồi. Cục cục đây. Dội. Ngon, quá ngon. Không gì bằng hết trơn trời. Chảy nước miếng nữa. Mình cho miếng vô làm lưỡng nữa đi. Mình miếng rau thơm. Vô. Quá đã. Là phải có thêm mắm nêm nữa. Mắm gì? Tôm chứ. Bằng là ngon nhất rồi. Quá ngon quý vị ơi. Rồi vô. Đây nè, ăn ngon đây. Wow.
bộ súng nha quý vị. Thứ hai nha quý vị, sườn nướng quá trời luôn, đẹp đẹp quá, đẹp mà không biết ăn ngon không. Nước xuống chối cái cũng đánh ba nữa thôi, ba cho cắm nghỉ coi. Còn ha, cái phải ớt mặn mặn mới đã mặn không. Vừa ăn thì khỏi chấm, còn ai biết này vô này đi, cần thiết tới đây vừa ăn rồi vừa ớt đây nó ngon. Tiếp. Đó. Bạn có cái ăn thử nè. Còn tắm đây nè. Còn tắm nữa. Thử mà nói đi. Ăn ra tiếp. Vừa ăn không? Bỏ ra ngoài đi. Chính rồi. Vừa ăn. Quá đã. Khỏi chấm vừa. Vừa ăn luôn rồi đó. Đừng chấm nữa. Khỏi chấm luôn hả? Khỏi chấm. Không mặn mà vừa ăn ngon. Quá thì ngon rồi. Đây là món thứ ba, cũng là món cuối cùng nha quý vị. Nhưng mà còn nhiều lắm á, ngã một nồi sao luôn, ăn hết rồi. Rất là nhiều. Nước kẹo quá. Nước dừa nó sắc mùa, nó thấm mùa nữa. Rồi, bút lên. Vô. Vô vô xe đi. Ăn cho có điện rồi đấy. Vô. Cái gì ăn nhớ 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 vậy. Chưa, một lại hai ba trái nữa nữa. Cục xào lăn rồi. Mang trước. Ủa này là thịt cầy đúng không, phải giả cầy phải không? Thịt cầy. Này là thịt như món thịt cầy. Măng gà. Còn gà là kêu món giả cầy phải không? Này là măng với thịt cầy. Chấm cẩm tương. Ngon không? Quá vừa đã. Có điện luôn rồi. Đủ nhậu đi, đủ nhậu đi, kêu nó vậy. Có điện anh em ơi. Đấy, đúng rồi, trái cây hả? Không biết mượn, mượn nè, mượn nè. Rồi anh nhân thử rồi. Rồi nằm rồi nữa. Cuối cùng rồi đó. Vô. Rất là đựng bẻ chín. Rồi thử nước cùng sao lăng ơi. Thấm rồi. Vũ ngon hả? Rồi thử cùng sao lăng coi ngon không? Sao giáo sư cảm giác? Có tiền hả? Không. Có điện chưa? Chưa. Chút nữa giờ điện. Chưa có vô bà tử nha, không có điện chưa. Chạy đường kẻ găng. Ok, món này là món cuối cùng rồi quý vị ơi. Giờ mình xin kết thúc đây ha. Tạm biệt quý vị.